mời các bác cùng đeo tai nghe để cảm nhận bộ giả cấu hình chưa đến 10 triệu đồng đó. Em test cho một bác, đó là bác Nguyễn Mạnh Hùng, bác ở Tam Lậu, Thụy Hưng, Thái Thụy, Thái Bình. Số đi điện thoại là 4585. Bác lấy của em để em chuyển chế độ reverb nói cho nó rõ. Thì bác lấy của bên em là một bộ mic Shure URX, quên em xin lỗi, một bộ mic Shure URX10 25 mã, giá 2.300.000 đồng, một chiếc vang MBK 6000 với giá là 2.600.000 đồng. Một chiếc vang này nó là một chiếc vang số và phải nói là cái âm thanh của nó rất hay và giá nó rất là bình dân cho gia đình. Đấy, cho gia đình mình chỉ cần dùng một chiếc vang này thôi là rất là ok rồi. Và một chiếc vang này nó có tận 6 chế độ các bác nhé, 6 chế độ và chỉnh riêng biệt trên chính cái micro này mà chúng ta không cần phải vặn nút hoặc là xoắn nút gì cả cho nó phiền phức. Một cục đẩy, đó là một cục đẩy Martin MA600. Với cục đẩy này thì với công suất là 600W trên một kênh và chạy mạch class H lên tới 32 sò. Các bác cứ thoải mái dùng một hoặc hai đôi bắt 25 hoặc 30. Đấy. Với một bộ cấu hình như này thì giá chưa đến 10 triệu đồng các bác nhé. Thì với một bộ cấu hình này bác Hùng có mua thêm một bộ pin sạc bên em. Đây, một bộ pin sạc. Một bộ pin sạc này thì với có giá là 2 pin một sạc, với giá là 360.000. Đấy, 360.000 các bác nhé. Và bác đã cọc cho bên em là 500.000 rồi. Một bộ pin sạc này thì chúng ta dùng xong thì chúng ta lại sạc. Đấy, nó có đốc sạc đây. Đấy, đốc sạc này chúng ta có thể sạc pin ngay trên cái đốc này. Và sạc đầy nó sẽ tự ngắt. Rất đơn giản thôi. Thì tiếp theo thì cái video này cũng là cái video mà hướng dẫn sử dụng cho tất cả các bác. Thì bác Hùng nhớ nhé, về nhà thì bác cứ chỉnh cho em hai cái volume của con mic này lên mức 12 giờ. Đấy, lên mức 12 giờ. Và cục đẩy cũng vậy. Cục đẩy là khi mình tắt đi, mình tắt đi như này. Đấy, đây là mình tắt đi này. Còn khi mình bật lên, khi mình bật lên rồi thì mình cũng cứ để lên 12 giờ này các bác nhé. Để 12 giờ luôn. Đấy, lưu ý là cục đẩy với chiếc micro này đều để ở mức 12 giờ cho em. Còn đâu khi mà trên điều khiển điều chỉnh trên con vang này thì nó là các chế độ, thì đây là em sẽ thử luôn trên chế độ 1. Chế độ 1 là chế độ eco cộng reverb dài. Đấy, thì nó sẽ hiện trên đây là số 1 thì sẽ là eco cộng reverb. Cái này thì nó có vang nhạc và reverb rất là hay. Đấy, chế độ này thì anh em nên dùng chế độ này bác Hùng nhé. Chế độ 2 là chế độ mà reverb không thì nó chỉ có tiếng vang thôi. Đấy, đây là reverb không, còn này tiếng reverb cực kỳ hay. Chế độ 3 là chế độ toàn echo như trên âm ly. Đấy, thì người nào quen hát âm ly thì dùng cái chế độ 3 này thì rất là ok, rất là hay. Đấy, quen hát âm ly thì dùng chế độ 3. Và chế độ 4 là echo cộng reverb nhưng mà nó ngắn các bác nhé, nó ngắn, nó không dài như là cái số 1. Nó cũng như là mút 1 thôi nhưng mà nó sẽ ngắn hơn và nó
ngắn hơn cái bút một. Đấy, bút một thì nó dài hơn do dùng cho những người nào hát giọng yếu, còn nào người nào hát giọng khỏe thì chọn bút bốn. Ở đây thì nó có tinh chỉnh là độ to nhỏ của mic này, độ to nhỏ của nhạc này. Đấy, to nhỏ ở đây, effect này thì là vang nhạc thì chúng ta có thể tùy chỉnh. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Với cái con vang K6000 này thì cực kỳ là ok, rất là tuyệt vời luôn các bác nhé. Và giá nó rất là bình dân. Đấy, để mode 2 là mode chế độ là reverb. Đấy, còn mode 5, mode 6 thì chúng ta có thể chọn là nghe nhạc. Đấy, nó có tiếng mic nhưng mà là nó là tiếng mic khô các bác nhé. Đây, như là tiếng mic khô của nó đây, thì nó không có gì cả. Thì mình có thể dùng cái mode này để mình phát biểu. Đấy, mode 5, mode 6 là cái mức mode mà mình có thể phát biểu gì đó. Và mode này là mode nghe nhạc các bác nhé. Đấy, đấy thì đây là một cái video hướng dẫn sử dụng. Và thì tiếp theo đây thì sẽ là cái hướng dẫn ghép nối các bác nhé. Ghép nối cái này thì nó rất là đơn giản thôi, nó không có gì cả. Thì đầu tiên là phương pháp ghép nối này. Thì về nhà thì bác cứ cắm mic. Đây là cái cục sạc trên cái mic của mình. Cục sạc thì nó sẽ cắm vào mic, vào trên này. Và nhất là cái anten này các này. Đấy, anten thì chúng ta sẽ tháo khi em chuyển cho các bác này, em sẽ tháo cái anten này rồi. Đấy, còn khi mình đắp vào nó có một cái lẫy ở đây thì chúng ta sẽ cắm hết lẫy. Đấy, mình sẽ cắm hết lẫy vào xong mình xoắn cái đầu nhỏ này. Xoắn cái đầu nhỏ, khi nào nó kêu kịch một cái thì là ok. Các bác nhá, nó kêu kịch là ok. Đấy, xong rồi mình dựng cái anten này lên. Đấy, rất là dễ thôi. Tiếp theo thì là sẽ là cắm xuống cục đẩy. À đây, còn đây là cái mic của mình này. Cái mic này thì chúng ta sẽ cắm cái dây 6 ly thì chúng ta sẽ... Đấy, em vừa rút ra. Đây là cái dây 6 ly của mình. Thì mình sẽ cắm xuống đường mic 1 trên cái con vang. Đây là đường mic 1 đây các bác này. Đấy, đây là đường mic 1 đây này. Chúng ta sẽ cắm lên cái đường mic 1 này. Đấy. Đấy, cắm lên đường mic 1 này. Và nó là đằng sau cái con... Đằng sau cái con ấy đây đây. Đây, đằng sau đây. Và nhạc. Nhạc thì một là bác chọn trên tivi xuống thì bác cắm lỗ này, hoặc là bác có thể nhà bác có cổng quang thì bác cắm vào cổng quang trên này giúp em. Đấy, bác cắm vào cổng quang trên này giúp em. Đấy, nó có đầu cổng quang đây. Đấy, còn đầu ra thì các bác chú ý giúp em, ngay bên cạnh mấy cái chỗ Canon này, chỗ AV này thì nó là một cái rắc Canon. Thì các bác cắm luôn rắc Canon này xuống dưới cục đẩy luôn. Xuống dưới cục đẩy này. Đấy. Đấy, xuống dưới cục đẩy này là ok luôn. Đấy, xuống dưới cục đẩy này là ok. Và đây, các bác cùng xem đây. Hai rắc này nhớ cắm xuống cục đẩy. Và loa thì các bác cứ đấu luôn trực tiếp vào cầu này giúp em. Đấy, cầu đen và cầu trắng này. Đen và đỏ này. Tất cả các mức này em đã gạt rồi. Đấy, gạt nó là chuẩn rồi. Đấy, không phải, các bác không phải gạt thêm gì nữa. Đấy, nó rất là ok luôn. Rất là ok. Như này là xong hết rồi. Đấy, thì về bác chỉ ghép nối như vậy. Và điều quan trọng nhất là trên con vang này. Trên con vang này bác nhé. Một là bác có thể là cắm vào trên cái đầu này. Bác nhé. Hoặc là bác cắm vào đầu optical này. Optical. Đấy, nhưng mà trên con vang này bác phải lưu ý này. Nhìn trên con vang. Bác nhìn trên con vang. Khi mà bác chọn optical thì bác phải ấn chọn input. Đây, mình sẽ chọn input đầu vào. Đấy, input đầu vào đây. Đấy, input đầu vào. Thì mình có thể là mình chọn đây. Chọn input đầu vào. Đấy, optical là nó cổng quang ở đâu. Để auto là nó tự nhận các bác nhé. Đấy, đây là một cái video hướng dẫn cho tất cả các bác cùng tham khảo ở bên em. Và một cái video này thì bác cứ về, bác cứ làm, bác cứ xem kỹ lại cái video này. Đấy, bác cứ xem kỹ lại cái video này thì các bác sẽ biết là nó ok như thế nào. Với cái con vang này thì cực kỳ là ok, mượt mà, sắc nét. Và điều quan trọng nhất là nó rất là đơn giản thôi. Đấy, ghép nối cực kỳ đơn giản, nó chỉ 3 thiết bị này. Và ok, cảm ơn bác Hùng đã tin tưởng mua hàng bên em. Chào tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên trên các bác nhé, hoặc là truy cập website thangcaoaudio.com để xem những sản phẩm bên em.
Các bác nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất các bác nhé. Và nhớ ấn nút chuông để nhận những thông báo. Rồi ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác ở những clip lần sau.